Bọn mình xin kính chào tất cả các bạn đã đến với kênh Trà Bổ Bổ Minh nha. Thì các bạn ơi, bữa nay bọn mình sẽ quay mấy cái bé thỏ Hà Lan của bọn mình chuẩn bị có thể về nhà mới được rồi nè mọi người. Thì mấy bé giờ đã phát triển hoàn thiện hết rồi. Thì đây thì hai bé nó gồm có hai bé trắng và hai bé màu nâu. Nhưng mà bọn mình theo như nhận xét thì bọn mình thấy hai bé màu nâu này nó xinh, nó rất là xinh. Lỗ tai thì mấy bé phát triển lên thì cái lỗ tai nó mới vừa nhú nhú lên thôi mọi người. Thì mấy bé này nữa lớn lên thì nó rất là đẹp luôn. Thì bạn nào có thể yêu thích thỏ giống ở bên trại của mình á thì có thể là liên hệ với bố mình nha mọi người để được đón các bé. Thì đây là cái dòng Hà Lan thuần thuần luôn, lùng ịt nè mọi người. Nè mấy bé, tại bố mình quay video như vậy nhưng mà thật ra mấy bé rất là nhỏ nha. Nè cái tô mà bố mình nắm có một tay về thằng nhận này không tán nữa nè, nhưng mà bố mình bỏ mấy bé vô nè đó, thì mọi người thấy không, cái độ nó nhỏ như mức độ nào nó ngồi trọng lượng nó không có đó là nó nhỏ lắm mọi người. Cái bé này ngoài nhỏ lắm nha, nè chút xíu nè, bố mình cầm cái tay về nè. Thì mấy bé này hiện tại là được 1 tháng tuổi hết rồi đó mọi người, mọi người nhìn thấy không, rất là xinh luôn. Cái bé này khá là xinh, cái mắt rất là vui, không phải mắt ngọc. Vô đây cho con, để bác quay cho coi nè. Cái cưng thôi mọi người. Thì bên trại của mình nữa sau này sẽ chuyên bán bên cái dòng thỏ Hà Lan siêu mini này nè mọi người. Trại của mình nhân giống ra rất là nhiều rồi. Của mình mua giống về á. Giờ chuẩn bị có mấy bé cũng sắp sanh nữa rồi mọi người. Cho nên rất là cưng luôn. Gì mấy con rất cưng ngon. Bé trắng này rất là xinh. Bé trắng rất là đẹp, mặt rất là cưng, siêu cưng. Cái lỗ tai như thế này mọi người thấy không, nó có như xíu xíu. Của mình rất là thích cái dòng Hà Lan này là cái lỗ tai nó rất là nhỏ. Cái bé này thì cái lỗ tai nó hơi lớn lớn chút xíu thôi, nhưng mà nó không phải là lớn nha mọi người, nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó hơi lớn lớn hơn mấy bé này một chút xíu. Bé trắng này, còn mấy bé này thì cái lỗ tai cụt ngủn luôn. Bé này thì nó cũng cụt ngủn luôn, nhưng mà nó không có được cụt bằng mấy bé này. Thì hai cái bé nâu này nó đẹp nhất nè, bộ mình thấy nó đẹp nhất, mình cũng phải nhận xét nha. Bố mẹ của mấy bé này thì mọi người khỏi phải bàn rồi, rất là xinh. Cái bé này mình cầm trên tay chỉ có nhiêu đây nè mọi người. Giờ bố mình cầm lên cho các bạn xem nhỉ nè. Giờ nè. Ôi con nè. Rồi thì bố mình cũng giới thiệu sơ cho mọi người biết là cái giống Hà Lan lùng của bên trại bố mình nha mọi người. Thì các bạn có muốn mua con giống hay là mua về nuôi làm thú cưng, mua về cho con mình chơi hay cái gì đó thì có thể liên lạc với bố mình nha. Thì hiện tại mấy bé này bố mình bán thì giá thì nó cũng được chứ không phải là gọi là rẻ lắm mọi người. Cho nên các bạn muốn mua con giống bên trại bố mình thì bố mình cũng nói trước là mấy bé tại sao bố mình bán cao hơn thị trường một chút xíu, tại vì mấy bé rất là đẹp, với con giống ở bên trại của mình, bố mình tuyển rất là kỹ, bố mình mua đồ rất là kỹ lưỡng, cho nên mấy bé ra bé con rất là đẹp. Thì bạn yên tâm về cái vấn đề đó nha. Thôi thì bố mình không có gì hơn kính chúc cho tất cả các bạn có một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì các bạn có thể xem kênh của bố mình và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ trại bố mình nha mọi người. Bye bye và xin vô bố mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.